Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Cao Chí bị bắt, Tư Sang đã già, Trương Hòa Bình cũng đã yếu. Vào ngày 5 tháng 8, ông Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam, đã cho biết Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Chí với cáo buộc chiếm đoạt hơn 40 triệu đô la của bà Trương Mỹ Lan. Với ông Nguyễn Cao Chí, số tiền 40 triệu đô la không phải là lớn. Được biết, tại cơ quan điều tra, ông Chí nhận tội và sẽ phải nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt trên. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã kê biên phong tỏa tài sản của ông Chí để đảm bảo thu hồi tài sản cho vụ án. Thông tin về ông Nguyễn Cao Chí bị bắt. Ông Nguyễn Cao Chí là một doanh nhân nổi tiếng. Tháng trước, báo chí còn rùm beng về việc ông Chí mất tích bí ẩn, nhưng bây giờ lại đưa thông tin ông đã bị bắt. Cũng theo ông Tô Ân Sô, vào ngày 15 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Chí. Như vậy, trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 1 cho đến ngày 5 tháng 8, ông Chí đã ở đâu? Ông ta đã kịp thời chạy trốn, rồi lại bị bắt lại hay là bị giam giữ suốt thời gian vừa qua? Đây là một nhân vật nổi tiếng có quen biết lớn, trong đó có cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và cựu Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình. Vụ Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan được xem như là sân sau của gia đình ông Lê Trương nổi tiếng. Hầu hết những đại gia đi lên ở đất Sài Gòn đều dính dáng tới đó, hoặc nhóm của Lê Thanh Hải hoặc nhóm của Trương Tấn Sang. Ông Trương Tấn Sang đi lên từ thành phố Hồ Chí Minh, trên con đường tiến thân ông đã nâng đỡ không ít nhân vật, từ giới làm ăn tới giới chính trị. Thậm chí còn có tin ông đã làm ngơ để một tổ chức xã hội đen khét tiếng một thời ở đất Sài Gòn lớn mạnh lên, đó là tổ chức tội phạm của Năm Cam. Nguyễn Cao Chí mặc áo veston màu sáng đang ngồi cùng nhân vật lớn. Vì quen biết những nhân vật đã từng là lãnh đạo thành phố nên mọi hoạt động và các cơ sở của ông Chí hầu hết đều diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Chí còn là chủ công ty Capella Holding và là thành viên của hội đồng trường đại học Văn Lang. Thông tin cho biết ông Chí làm ăn lớn với bà Trương Mỹ Lan. Ông Chí đã nhận ủy thác hàng nghìn tỷ đồng từ Vạn Thịnh Phát và đây là nguyên nhân khiến ông Chí bị bắt. Việc Nguyễn Cao Chí kết hợp với Trương Mỹ Lan khiến cho liên minh này rất mạnh. Phía bà Trương Mỹ Lan thì được thế lực Lê Thanh Hải đỡ đầu. Phía Nguyễn Cao Chí thì có ông cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đỡ đầu. Ông Trương Tấn Sang dù ra trung ương hay về vườn thì tiếng nói của ông cũng rất có uy tín với lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh đương nhiệm. Cho nên trong thời gian dài, ông Nguyễn Cao Chí đã thâu tóm những khu đất vàng ở thành phố Hồ Chí Minh một cách dễ dàng với giá bèo bọt. Ngược lại, ông Chí cũng nhiều lần tháp tùng ông Trương Tấn Sang đi khắp nơi trên danh nghĩa ủng hộ từ thiện để đánh bóng tên tuổi cho ông cựu chủ tịch nước này. Nguyễn Cao Chí quả là tham lam khi bám vào ông cựu chủ tịch nước đã về hưu. Việc bám vào một nhân vật già và hết quyền lực chỉ có thể hỗ trợ Nguyễn Cao Chí về uy, chứ không hỗ trợ được về thực quyền. Mà làm sân sau của một thế lực đã suy yếu thì thế nào cũng bị thịt mà thôi. Và Nguyễn Cao Chí phải trả giá khi ông không chịu theo bà Đặng Thị Hoàng Yến, cao chạy xa bay khi người đỡ đầu đã hết quyền lực. Ông Trương Tấn Sang đã quá già, khó mà cứu được ai. Được biết, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là ông Lê Hồng Nam, từng là Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 của Bộ Công an. Vì thế, Thiếu tướng Nam nắm rõ hầu hết những doanh nghiệp sân sau của cánh ông Tư Sang và biết có thể thịt sân sau của ông cựu chủ tịch nước này vì ông đã quá già, không thể nào che cho sân khỏi nắng cho được. Ông Nguyễn Cao Chí cũng có quen biết với cựu Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình. Tuy nhiên, ông Bình cũng đã suy yếu quyền lực vì đã về hưu nên chẳng thể cứu được. Trong Đảng Cộng sản là như thế, thế lực đang nắm quyền sẽ xem xét nhóm lợi ích nào thế chống lưng đã suy yếu thì họ sẽ thịt. Thịt để kiếm tiền chạy án khổng lồ, thịt để đưa sân sau của phe mình chám vào. Và cuộc chơi cứ thế tiếp tục, kẻ đang lên sẽ thịt kẻ già yếu để mà kiếm ăn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp với bản tin Nguyễn Cao Chí bị bắt, Tư Sang đã già, Trương Hòa Bình cũng đã yếu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phan Văn Mãi dùng Sài Gòn để ngã giá chính trị. Có một lý lịch là Thành phố Hồ Chí Minh đã phải đóng đến 85% ngân sách cho Trung ương, nhưng lại phải đi vay vốn ODA để mà xây dựng dự án đường sắt đô thị Sài Gòn Suối Tiên. Đây là dự án được xây dựng từ nguồn vốn ODA của Nhật Bản. Dự án này được khởi công vào năm 2008, đến nay đã 15 năm, nhưng vẫn chưa đi vào hoạt động được. Nguyên nhân chậm tiến độ thì có nhiều, nhưng chính yếu thì vẫn là do thiếu tiền. Việc xin vay vốn ODA đã khó, mà đàm phán để Nhật rót thêm vốn lại càng khó hơn. Cách quản lý tồi, tham nhũng thì khủng, rất khó để thuyết phục người ta rót thêm tiền vốn cho vay. Lẽ ra nếu Trung ương không chấn lột được 85% nguồn thu của thành phố này, thì chính quyền thành phố đã chủ động được nguồn vốn. Bị bóc lột cỡ này thì còn tiền đâu mà phát triển thành phố? Người dân Thành phố Hồ Chí Minh đóng thuế, đáng lẽ tiền thuế đó cần được để lại phần lớn cho chính quyền thành phố, dùng để xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉ đóng góp cho ngân sách Trung ương một phần. Tại sao Trung ương lại chấn lột gần hết để mà nuôi những tỉnh ăn hại, cứ bày vẽ hết cổng chào trăm tỷ đến tượng đài nghìn tỷ? Nếu nhà tưởng niệm này đến nhà tưởng niệm khác một cách vô bổ, họ xây ngày càng lớn hơn. Hành động tước mất nguồn thu của Thành phố Hồ Chí Minh rồi giao cho kẻ phá hoại và ép thành phố này phải đi vay để có tiền xây dựng hạ tầng là cách phân bổ ngân sách cực kỳ bất công. Nó tước mất cơ hội phát triển của thành phố. Theo thống kê, trong 12 năm tới, Thành phố Hồ Chí Minh phải hoàn thành các tuyến đường sắt còn lại với chiều dài khoảng 200 km, chưa kể các tuyến đường sắt sẽ bổ sung vào đồ án quy hoạch chung sắp tới. Để phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển của thành phố trong giai đoạn này và trong tương lai, thành phố cần đến 25 tỷ đô la để mà phát triển. Bị chấn lột đến 82% ngân sách thì không biết cậy đâu ra 25 tỷ đô la để xây dựng đường sắt đô thị. Hiện nay, Trung ương không còn chấn lột 85% nguồn thu như trước đây nữa, mà họ chấn lột 82%. Họ chấp nhận nhả bớt 3% cho thành phố. Tuy nhiên, với 3% nhả ra này, chính quyền thành phố vẫn không thể chủ động vốn trong các dự án đầu tư công, mà cụ thể là dự án đường sắt đô thị Sài Gòn Suối Tiên vẫn chậm tiến độ. Điều quan trọng là Trung ương phải từ bỏ chấn lột dân thành phố, cần áp dụng một mức đóng góp về mặt Trung ương ngang nhau cho các tỉnh thành, để các tỉnh khác phải biết và tự nỗ lực, chứ không để cho tỉnh giàu phải nuôi các tỉnh nghèo, ăn hại mãi như thế này được. Để tránh tình trạng đói vốn đầu tư công, thì việc quan trọng nhất là chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cần phải đòi lại quyền lợi cho thành phố. Phải đòi lại để thành phố được giữ lại ít nhất 50% nguồn thu ngân sách, chứ chỉ giữ có 17% thì lấy đâu ra tiền mà xây dựng thành phố. Nếu Trung ương không chấn lột, thì Thành phố Hồ Chí Minh có thể sẽ chủ động nguồn vốn 25 tỷ đô la trong 12 năm tới. Còn không thì chính quyền thành phố rất khó có thể đi vay cho được nguồn vốn khổng lồ đến 25 tỷ đô la, chưa kể đội vốn. Mới đây, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trả lời báo chí trong nước rằng với chính sách đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh xin cơ chế, không xin tiền. Thực ra mà nói, việc quan trọng nhất của Thành phố Hồ Chí Minh là cần xin tiền, mà tạo thực ra cũng chẳng cần phải xin tiền, đúng hơn là xin Trung ương đừng chấn lột nữa. Chỉ cần không bị chấn lột dã man như hiện nay thì đấy cũng là cởi trói cho thành phố này. Làm lãnh đạo thành phố mà ông Phan Văn Mãi không nỗ lực để cởi trói cho thành phố mà nói vút đuôi Trung ương là không xin tiền thì rõ ràng ông Mãi đang đem Thành phố Hồ Chí Minh ra ngã giá chính trị với Trung ương rồi. Kiểu nói chiều lòng Trung ương để đạt được mục đích chính trị. Trong chế độ cộng sản mà nói đến tiền thì thế nào cũng gây thù địch. Nếu lên tiếng cho Thành phố Hồ Chí Minh rằng Trung ương đừng bóc lột nữa mà để lại cho thành phố có chút dưỡng khí để thở, thì rất có thể Trung ương sẽ thay Phan Văn Mãi bằng một người khác biết nghe lời hơn. Nhìn Thành phố Hồ Chí Minh ai cũng biết là xin cơ chế đặc thù chỉ là phụ, xin đừng chấn lột nữa mới là chính. Tuy nhiên vì sự nghiệp chính trị thì vẫn có cho vàng Phan Văn Mãi cũng không dám mở mồm xin tiền cho thành phố. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp với bản tin Phan Văn Mãi dùng Sài Gòn để ngã giá
chính trị. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.